tức nổi cơn thịnh nộ. Hồ sơ về Mạnh Linh đâu? Đây là lỗi của bộ phận nhân sự. Một người chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 sao có thể cho cô ta vào làm cơ chứ? Cô nhìn đi, với thực lực này đã đủ để vào bộ phận trang sức của Thịnh Vũ chưa? Tác phẩm mà năm đó mình sao chép lại là của cô ta sao? Thịnh Vũ vốn xem trọng năng lực của nhân viên, người này tôi chọn rồi. Sếp, sao sếp lại sống ở đây chứ? Con đường này khó đi lắm, quẹo tới quẹo lui. Tháng sau anh đến bộ phận trang sức làm chủ quản đi. Ha ha, như vậy không ổn lắm. Mỗi ngày tôi đều phải đưa đón sếp giờ làm cấp trên của phu nhân. Chuyện này lỡ như bị phát hiện, đừng đi theo tôi, nhanh đậu xe vào bên đường đi. Nếu thích ăn thì sau này mỗi tháng chúng ta đều tới một lần là đủ rồi, còn phải để dành tiền mua nhà của chúng ta nữa. Rất khó, trùng hợp thật đấy, không ngờ ở đây lại có thể gặp được anh. Anh ăn ngon miệng nhé. Sếp Trương, chuyện là tôi đang hẹn hò với vợ của tôi ở đây. Hay là ông? Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Sếp Phó, đây là kiểu xã giao ở tập đoàn Thịnh Vũ của bọn anh, khi chào hỏi đều gọi đối phương là sếp, nâng đối phương lên. Ồ ha ha ha, anh đã mua hai vé xem phim, chúng ta ăn xong rồi đi xem phim nữa thì vừa đẹp. Được đấy, anh nói với em một chuyện, anh là lần đầu kết hôn, cũng là lần đầu yêu đương, thế nên có chỗ nào anh làm không tốt thì em cứ nói ra nhé, hoặc là hai đứa mình cùng nhau bàn bạc. Yêu đương kết hôn còn phải bàn bạc sao? Ừ, anh có khi nào là lập trình viên viết cốt không? Anh vừa mua vé xem phim gì vậy? Là một bộ phim lãng mạn, em cũng rất lâu rồi không xem phim lãng mạn. Thực ra đây là lần đầu tiên anh đi xem phim với con gái, nếu như em cùng anh xem bộ phim này thì em phải chịu trách nhiệm với anh đó. Xin lỗi, em không nhịn được. Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn à? Lần đầu của tháng này mới phải chứ? Không phải, em hỏi anh một câu nhé, nếu như sự trong trắng đầu tiên của anh bị cướp đi thì liệu anh có yêu người ta cả đời không? Nếu như sự trong trắng của anh bị em lấy đi thì anh sẽ bắt đền em cả đời này. Nói như thật vậy, thật là một cậu bé ngây thơ. Trên mặt em có dính gì này? Bây giờ sự trong trắng của anh bị em cướp đi rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó nhé. Phim sắp chiếu rồi, vậy thì chúng ta. Mạnh Linh, giúp tôi lấy văn kiện trong phòng trà. Được. Mạnh Linh, cô là trợ lý thiết kế, cô không nên làm mấy công việc như quét sàn giúp lúc này. Khi không có năng lực từ chối thì nên học cách nhún nhường. Không sao đâu, chút chuyện này tôi vẫn làm được. Tôi thấy là bọn họ chỉ đang ghen tị với vẻ đẹp của cô. Sao cô lại xinh đẹp như vậy làm gì cơ chứ? Chồng của cô vẫn nỡ để cô ra ngoài làm việc hay sao? Không nỡ thì tôi cũng phải ra ngoài làm việc, không lẽ nào lại để anh ấy như tôi được? Cô uống chút nước đi, tôi đi lấy cho cô. Cô sao thế? Không sao chứ, tôi sắp sinh rồi, nhanh lên gọi giúp tôi xe cứu thương đi. Cô thả lòng ra một chút, bác sĩ đã kiểm tra rồi, đứa trẻ bình an, cô cứ yên tâm mà sinh nhé, cứ thả lòng ra. Cô chạy đi đâu thế? Năm Lạc Gia đang nổi điên kia. Từng được rồi, tôi về liền. Cô đến công ty là để làm gì? Vừa mới vào công ty ngày đầu tiên đã trúng việc, nếu như không muốn làm nữa thì mau cuốn gói đi. Đồng nghiệp bên cạnh Justin ở phòng trà, mà ở phòng trà đó không có ai cả, cô ta đẻ thì liên quan quái gì đến cô? Cô là trợ lý của tôi thì người mà cô nên phục vụ phải là tôi. Không, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Không có lần sau, tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn nào vào đây. Thái độ làm việc này của cô thì ngay khi thời gian thực tập kết thúc thì rời đi cho tôi. Nếu như thái độ làm việc của tôi thực sự có vấn đề thì tôi cũng không có mặt mũi gì mà ở lại đây. Nhưng tôi không biết thái độ công việc mà cô nói cụ thể là gì, nhưng bê hầu hạ sao hay là quét dọn sạch sẽ, cô chắc là cô biết thiết kế trang sức là gì chứ. Tôi nghĩ là khái niệm về thiết kế thời trang của mỗi người là khác nhau. Tôi có thể chấp nhận việc cô làm khó tôi vì những thiết kế trang sức, nhưng không chấp nhận cô dùng những việc linh tinh để làm khó tôi, cố gắng làm hao mòn tâm trí của tôi. Tôi cho cô cơ hội này, khách hàng này cô đi giành về đi. Được. Giải trí huy hoàng tần mặc, người này nổi tiếng khó tính lắm, xem ra cô ta thực sự muốn đuổi cô đi. Cố lên Mạnh Linh. Sếp Lương, vừa nãy tôi nhìn thấy đồ ăn của cô đặt ở ngoài cửa, nên thực hiện mang vào cho cô. Ơ, tôi có đặt đồ ăn đâu nhỉ? Hả? Cô đợi tôi một chút. Ấy, sao cô lại ở đây? Phải cẩn thận chứ Lâm Tố à? Không cần anh phải quan tâm, không đủ bụng nhiều chuyện, anh đây đã dừng cuộc chơi rồi. Hay là suy nghĩ về tôi chút đi, anh nên rửa lại cặp mắt của mình đi. Mạnh Linh, đổi hôm khác nhé, tôi phải đi trước đây. Thời gian làm việc chơi điện thoại, có thời gian rảnh thì nghĩ cách thuyết phục được Tần Mặc đi. Được, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi đây. Không biết lượng sức mình, một đứa năng lực cấp 3 thì làm nên trò chống gì cơ chứ. Cô là nhà thiết kế chính của công ty chúng ta, hà cớ gì cứ phải gây khó dễ cho một người mới chứ. Bây giờ anh đang vì một người mới mà khiển trách tôi sao? Tôi nào có dám khiển trách cô, tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Cô ta chỉ dựa vào tấm bằng cấp 3 sao lại có thể vào Thịnh Vũ được cơ chứ. Chỗ của tôi không giữ những kẻ vô dụng. Bây giờ nói chuyện sao lại khó nghe thế? Trước đây cô đâu có cay nghiệt như vậy đâu. Tôi cửa với cô ta rồi. Nếu như cô ta có thể thuyết phục được Tần Mặc thì cô ta có thể ở lại. Còn không thì tự cuốn gói thôi. Ai cơ Tần Mặc á? Không phải, sao cô có thể giao Tần Mặc cho cô ấy cơ chứ? Đến cô còn không làm được chuyện này. Tôi muốn cô ta biết khó mà lui. Cô hại chết tôi rồi. Tôi cũng không biết phu nhân lại bị sai đi đến chỗ của Tần Mặc. Im mồm đi, tôi nói cho cậu biết, còn có lần sau thì cậu không cần đến nữa. Này Diên Tu à, người nhìn xem này. Đây không phải người yêu cũ của Chí Linh sao? Hôm nay tôi đến đây để thay mặt tập đoàn Thành Vũ nói với anh về phương án sửa đổi thiết kế trang sức. Ồ, nói về công việc sao? Này uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Chủ tịch Tần à, hôm nay tôi đến đây để nói về công việc. Không thể uống được, xin lỗi ạ, em cũng có thể nói mấy lời ngọt ngào sao? Đúng là một chiếc răng sắc nhọn, em có muốn mặt mũi nữa không hả? Tôi cũng không biết phu nhân bị cử đi bàn với Tần Mặc. Im đi, tôi nói này, nếu có lần sau, cậu không cần đến nữa đâu. Tôi hiểu rồi ạ. Nếu chủ tịch Tần không có tâm trạng làm việc, vậy thì không làm phiền mọi người nữa. Này này này, dừng lại cho tôi. Đây là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Muốn đi cũng được thôi, chơi một trò chơi với tôi, được. Vậy tôi sẽ đưa ra quy tắc của trò chơi nhé, thế nào? Mời em. Chi tiêu. Mời. Này chủ tịch Tần, lần này anh phải bắn chuẩn điểm nhé. Chủ tịch Tần, mời anh. Chủ tịch Tần, anh thua rồi. Nói thế nào nhỉ? Thích đùa đúng không? Nào qua đây đùa tí. Anh không sao. Vậy anh ta có sao không? Quan tâm cậu ta nhiều làm gì? Anh nhịn lắm rồi đấy nhé. Chúng ta về nhà thôi. Con trai, xảy ra chuyện gì vậy hả? Thằng nhóc nhà họ Tần bắt nạt Mạnh Linh.
may mà con đến kịp. Hai, ăn tin gấu báo hay sao mà to gan thế, ngay cả phó gia chúng ta mà cũng dám bắt nạt. Mẹ, phiền mẹ cứ ở bên Mạnh Ninh trước đã, con đi xử lý vài chuyện cái đã. Chuyện này con phải bảo Tần gia cho chúng ta một lời giải thích. Yên tâm đi mẹ, mẹ cũng bớt giận. Tần Vị cảm biết được tin đã truy tìm kẻ đánh con mình. Lão già này còn muốn ăn hiếp người khác nữa, lên xe đi, đừng lỡ ông ta chúng ta cũng đừng nương tay. Lương Triều, là cậu sao? Sao hôm nay cậu rảnh qua đây? Đến. Đương nhiên bàn chuyện kinh doanh với ông Tần rồi. Tôi và Thành Vũ các người không có gì để nói, như một con ruồi vậy, cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào Tần gia. Tài sản của Tần gia ổn, tôi sẽ không bán đâu. 20 phút trước, cơn bão bất động sản của Tần gia cổ phiếu giảm mạnh. Tôi sợ nó sẽ không kéo dài đến ngày mai đâu. Sao mà có thể chứ? Tần công tử, cậu đã đắc tội với ai? Trong lòng chắc biết rõ nhất. Được rồi. Thị trường chứng khoán bắt đầu, tài sản của Tần Thị giảm ít nhất 40 tỷ, còn chưa đủ. Lão hồ ly tìm tới rồi. Cậu có biết tôi vừa tổn thất 40 tỷ không? Tôi không quan tâm cậu dùng cách nào, cậu phải đi tìm người. Tần tổng, này tiểu phó tổng, sao cậu lại ở đây? Anh trai tôi muốn gặp ông. Được rồi. Nào tới đây, giám đốc phó này đến chuyện này là muốn nói chuyện hợp tác với tôi sao? Anh trai tôi nghe nói thiếu gia nhà ông bị đánh, vậy nên đặc biệt tới tìm hiểu tình hình. Ai nha, giám đốc phó thật sự quá khách khí rồi. Không ngờ tiểu mặc còn quen giám đốc phó. Ừ, quá quen, vậy thì đó là vũ khí của tiểu mặc rồi. Giám đốc phó, cậu và tiểu tử nhà tôi quen nhau từ khi nào vậy? Mới quen. Ông có biết ai đánh anh ta không? Cô là Mạnh Linh, cô ta chính là người lòng dạ độc ác. Đương nhiên là lại phụ nữ này làm sao quen được giám đốc phó được chứ? Tôi quen hơn nữa còn rất thân thiết nữa. Chính là con trai của ông khiến giá thị trường của ông bốc hơi 40 tỷ đó. Giám đốc phó ý cậu là sao? Mạnh Linh này, cô ấy là vợ của tôi. Vợ tôi là một người bình thường, thành thật an phận nhát gan. Xin lỗi nhé, con người tôi có chút hao che. Ôi giám đốc phó, giám đốc phó. Bố, có phải bố gặp được thiếu gia nhà họ Phó không? Thế nào rồi, khi nào báo thù cho con? Vết thương này là do Phó Đình Tu gây ra đó. Mày nhìn chúng ai không nhìn, lại nhìn chúng vợ của Phó Đình Tu là sao? Không thể nào, sao anh biết được? Không tìm mày tính sổ, người ta không cần tao tính sổ không sao? Chưa từng nghe nói Phó Đình Tu thích thương mà, ai biết được Phó Đình Tu nghĩ gì? Ngày mai đi theo tôi đến xin lỗi phụ nhân có thiếu, cô ta không tha thứ. Chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận thôi. Tiểu Ninh à, không sao đâu. Tiểu Tu sẽ về sớm thôi, đừng vội. Tất cả là lỗi của con nên đã đánh lấy lại. Đều trách con, chị ơi, không sao đâu. Tiểu Tu nhất định không sao cả. Này không phải đã quay lại rồi sao? Có chuyện gì vậy? Con đừng để Tiểu Minh lo lắng nữa, dì cứ yên tâm đi, dì về trước đi, được. Em cảm thấy anh là phúc tinh, còn em là sao rồi? Chúng ta mới kết hôn không lâu, anh đã phải vì em mà đánh nhau. Không sao đâu, ngày mai xin nghỉ đi, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, được không? Vâng, nghỉ ngơi đi. Anh có thể tối nay ở phòng với em không? Anh là chồng em, anh làm mọi thứ đều là nên mà, đó là trách nhiệm của anh. Vì chúng ta là vợ chồng, chúng ta nên nằm trên cùng một chiếc giường, đúng không? Được rồi, anh sẽ ở lại với em. Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay chắc là hơi mệt, nghỉ ngơi đi. Hả? Vì sao lâu như vậy rồi anh không chạm vào em? Có phải không được không? Thế nào, đêm qua đánh với Tần Di Thương thế nào? Tôi điều tra được một chút tài liệu của phu nhân. Thông tin gì? Tôi thông qua những tài liệu này biết được một số tin tức của phu nhân. Nói đi, theo kết quả kiểm tra sức khỏe của phu nhân đã sinh con.